Cháu biết cậu anh rồi. Mệt quá. Ừ. Nhưng sân đâu để bán sân thì cứ làm. Mày tao kéo mày thích người. Cháu biết cậu anh rồi. Mệt quá, bắt mẹ thật cầu. Xuân ơi. Xuân ơi. Ôi. Anh em chế con này ở đâu đấy? Câu đấy nha. Trời ơi, trời. Chứ gì con cá nó to như con khổng lồ đấy. Ui, nó bị chảy máu rồi anh Xuân ơi. Thế anh vẫn chết à? À anh vẫn chết à? Anh em bây giờ định làm gì? Nắm. À em có ý tưởng nắm nấu. Nấu nấu, nấu mẹ. Không, nấu con nấu 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 mẹ. Mẹ. Không phải nấu mẹ. Ui, con này to chứ nhỉ. Quá, con này dài. Mẹ nó chảy máu rồi. Em đói lắm anh Xuân. Anh em bây giờ đi làm cần thiết nhá, mang luôn làm nở nhá. Anh em đi ăn nở, con nướng được chứ anh em ăn đồ gì à? Bây giờ anh em mình chỉ làm món nở nở mẻ với lá nốt các bạn ạ. Đấy, con này nọc rồi, tuyệt vời. Anh chưa người tự nhiên làm đói. Wow. Gần chết nó các bạn. Quậy kinh nhá. Đi thôi anh em, nặng lắm. Đi, tao đi làm chỗ ấy, chế biến thôi. Đi. Anh em bây giờ sẽ đi chế biến món nở mẻ nhá, các bạn em ok. Trời cái đó không thấy. Ui nó đổi màu, nó đổi màu. Đấy, cứ bình tĩnh rồi. Đấy, cứ lần lượt từ từ thôi, không có hết nữa ấy. Trên đầu. Đấy, anh Xuân ngược. Rồi, nước bình tĩnh cho nó trên đầu. Anh Xuân này, anh Xuân. Rồi, rồi, rồi. Anh lại cho bên này nữa. Rồi, đấy, 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 để nập nập. Quá chà chà chà. Ui, hồ nó ra mầm đi mà. Đấy, nhớt này các bạn này, phải làm hết cái nhớt này thì nó ok rồi. Đúng nó là anh Xuân các bạn. Đấy, nó hết từ trên xuống dưới bụng. Cứ từ từ thôi, cho từ từ thôi, không khó nào đâu. Nó thiếu nước. Làm hết cái nhớt rồi đi. Bên này có chưa nhỉ? Bên này có rồi. Bên này có rồi à? Có rồi, có rồi. Từ từ, cứ trộn như trên đầu này thì. Kỳ quái đấy. Nhê. Đi xin sửa ba rồi các bạn ạ. Cám lông gì, cám lông chó nhỉ? Anh đặt sang bên kia nào. Cứ từ từ, từ từ. Mệt quá. Xong rồi, tụi Vy đâu? Giữ lấy cái đấy cho chú. Cái vầy. Sạch vầy đi được. Thủy quái nó phải dùng cái dao bầu. Được không? Anh em câu đẳng cấp đấy. Mai tiếp tục đi câu nhá. Câu mùi rán anh Xuân ạ. Hả? Câu mồi rán đấy. Mồi rán ạ. Nhìn sao bắn ghê nhỉ. Máu chảy này. Bắn hết quần tôi rồi. Tiết. Ủa. Mình thích canh à. Đó con này. Thế à. Đâu đấy đâu. Chặt cái đầu nó ra. Móc mắt nó ra. Phật. Từ cái này phải cầm cái chày cái gì mà đập vào đấy cho ra. Còn là cầm cái ấy cái dao kìa. Cầm cái ấy dao hay dao đập. Không được. Cái chày. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
你要不要 đấy, anh em nếu có thì cắn này nha, nó mới ngon được. Ăn nhâm nhi từ từ. Quá ngon đấy, nhỉ? Yeah. Này dài, đôi ra thì. Đấy. Xuống đi nhé. Biết nhiều lạc. Có một lạc lắm. Gì là? Nhỉ? Yeah. Tuyệt vời đấy, cái đầu của nó các bạn nhìn chưa? Tuyệt vời chưa? Còn thế Xuân. Đùa tí còn cái này nữa này, đấy mọi người nhìn này. Đây là cá mình nọc nó rất là ngon luôn này. Đấy bây giờ anh em mình ăn buổi tối cho nó mát vì giờ này mùa hè nó nắng lắm. Nắng không? Nắng. Thôi anh em mình liên hoan cả tem luôn nhá. Ok. Đi 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 đi. Thiếu bác thì. Thiếu bác thì à? Ừ thì chết rồi không ạ. Thế rồi để nó điện nha bác, xuống này. Nhanh nhanh đi nha. Ừ rồi. Nên bọn em đói lắm rồi. Bình tĩnh. Chưa thấy nghe nghe máy nhỉ? Chưa thấy nghe máy nhỉ? Chưa nghe mày. Chưa có nhạc, chưa có gì. Sút hụt lắm các bạn. Sút hụt lắm. Ê, cô Thi à. Ừ. Nó mà nó chí xuống luôn. Nổ, 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 cá ấy nhá. Khổng lồ nhá. Khi khi luôn. Mang tí con mũi nhá. Con mũi nào xin xịn tí nhá. Ừ rồi rồi. Xuống luôn. Rồi rồi bác xuống rồi các bạn. Lên đậy nổ lắm. Đâu rồi đấy? Có trong khi anh em bác mình vô cái này nhỉ? Rõ ràng, cả tem anh em mình vô. Đủ, đã có mặt rồi. Nhanh nhá. Nhanh đi. Đi chế chết cờ. Có nhắm là có gì rồi đấy. Có sự kiện gì mà kinh tài vậy? Già. Xin chào các bạn nhá. Hôm nay ông Phân Đồng Y. Mà xuống ăn em với đảo đây. Cái phú tiểu này coi nhá. Đúng mình nhá. Anh thi tay à? Tay nhá. Đi sao vậy? Ôi anh em mình mời mọi người nhá. Mời bạn nhá. Hôm nay liên hoan cho tiệm thanh thủ hôm nay tụng đâu phải con thủy quái. Mừng nhá. Mừng nhá. Mừng cho các đồng chí này. Mừng cho các đồng chí này. 1, 2, 3 rồi. 2, 3 rồi. 2, 3 kính mời nhá. Kính mời mọi người nhá. Cốc này rót thừa. Đá là đá rồi. Mua về mình không chế thì củ đá. Đá. Đấy, 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 thịt nó dai anh gì ạ? Dai ngon. Ăn thử nào. Nó dai không? Nhìn thấy nó dai đấy. Có nào thừa không? Có thịt rồi. Lấy một cốc ăn ăn. Nhưng gì đâu mà ăn được hết, uống được hết, có gì đâu mà. Không ngon đâu. Tuyệt vời các đồng chí. Chị
chưa giờ ăn, ông Tùng này ông bảo chưa giờ nhìn thấy con thủy quái to vậy mà. Ông bảo nhìn hết trên TV. Chưa thực tế đúng không? Ừ. Để mình thử các bạn nha. Món bây giờ mới thử chưa? Kiều Văn Hùng thử món cá gì anh Chuân nhỉ? Cái này là thủy quái. Thủy quái các bạn nào. Mời các bạn nào. Cảm nhận thế nào? Tuyệt vời không? Tuyệt vời. Coca cho nó ấy. Nó trôi. Toàn hết mồ hôi. Ngon lắm anh em. Tại hôm nay ăn 40 độ. Nấu 40 độ. Không nói là ăn nóng này là nóng. Bình kia thì ăn phồng mang trợn má này. Bình trong Nam đấy các bạn. Chào các bạn nha. Đây đặt. Đặt vô. Cua chưa có gì à? Cua chưa có cá à? Đây. Này, sở ra. Có rồi. Đâu? Cứ cho. Có rồi. Để mình ăn nha, mời các bạn nha. Mom. Mời các bạn nha. Ừ, rồi. Và mình chấm một lần duy nhất mình ăn hết một cái à. Tùng ăn đúng nha, thì biết đi. Ăn đi cháu ạ, ăn đi. Ăn đi. Bố có mà ăn đi. Mẹ ơi, cầu. Thôi bạn à. Mà nó bắt. Nó thì là đánh giá con cá này. Mày được, hôm nay gọi là tuyệt vời. Hôm nay các đồng chí gọi là biểu dương các đồng chí. Mày cứ vậy phát huy. Bữa nào hôm nay cũng là tuyệt vời. Nhưng mà tuy là người ta chê nhưng mà ăn vậy nó là đúng. Nó kiểu nó toát một cái khí nóng ra kìa. Cảm đấy. Rồi tính mời các bạn nha. Nóng tính mời đâu. Đấy. Các bạn nha. Cũng kia nóng trong mồm. Uống trà tấp cho thanh. Nóng. Các bạn nhìn nồi nở của anh em này đấy, tuyệt vời không? Sôi sùng sục. Còn cái đầu ở dưới kìa ông Đạt à. Yeah. Tí nữa cháu mình đấy cho lên cho con người xem. Tí nữa nộn lên. Người nó ấy rồi, như nó rồi. Đấy, ông bảo cũng như. Úi giời ơi. Úi ông Đạt. Này. Úi giời, như đầu cá sấu ấy nhỉ. Nhìn anh Thi nhỉ. Các bạn này. Đấy. Bỏ này luôn. Đâu cái gì? Má. Má. Đỡ nào. Ừ, đấy. Nghĩ với ngọn. Chưa biết được. Đúng đâu. Phúc thì ấy, nhéo nháo vậy mà. Ngon chưa? Cơm ăn đi mấy bao nhiêu? Ăn đi. Có cơm trong ừ. Mấy cơm còn đó. Ăn đi, ngồi ăn đi, ngồi cho ăn cho nó ấy. Em ngồi chiếu ngon. Hết rồi, không còn gì nữa mà. Mấy cái gì?
cái đầu của nó ấy. Mình mua gì, mua sắt rồi đi. Mua gì cái này, mua gì cái cho nó ấy. Cho bơm đi nước đi. Cho đá à? Nó sống còn nhiều các đồng chí nhá. Không sống gì nhỉ? Thế là cá. Ở đây đây, nó sống ở dưới đây có mà. Em ăn cho hết vậy đi. Cho vào mình phải ăn hết đi. Đồng chí cho cô gì nữa nhỉ? Đâu. Đá hay gì? Đá là ăn cá, uống thử nước ngọt thôi. Không vừa thôi đâu ạ. Không uống nắm mà đem ra bụng đấy. Mày con không có người con. Đây, đồng chí đấy này. Đây, đây nha. Đấy, đây này. Ngon lắm. Qua đây rồi. Đây là clip anh em mình khéo xin tạm dừng nữa các bạn. Nay anh em mình vớ được con thủy quái đấy là anh em này là làm bữa tất niên cho anh em. Tôi không phải tất niên nhá anh nhỉ, niên hoan. Nhầm. Mai em không chấm lên to ăn làm món gì? Làm món gì thì để mai làm sạch tẩy. Nấu cháo. Anh em mình bây giờ xin tạm dừng đây để anh em mình chiến đấu. Tập trung vào chiến đấu các bạn nha. Hẹn các bạn ở video tiếp theo nhá. Mong rằng trong thời gian tới mọi người hãy ủng hộ cho anh em mình nhiều và mạnh mẽ rồi nhá. Anh em nhỉ? Bây giờ gì nhỉ? Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye. Bye bye đi kia. Bye bye.